Chương 51. Xuống xe với tao. Tác giả: Vũ Văn Trường Cung. Dịch: Vạn Cổ. Nguồn: bachngocsach.com. Gương mặt của ông cụ trong bức ảnh ấy đang mỉm một nụ cười đầy ẩn ý, khiến tôi rùng mình một cái. Tấm hình đó đã ở trong chậu sắt ngay từ đầu ư? Chuyến xe buýt số 14 dần lăn bánh. Cửa sổ hai bên khép không sát. Từng cơn gió đêm lạnh lẽo ùa vào, len lỏi qua từng vị hành khách chẳng rõ là người hay quỷ. Kiến Bang, mày nhích sang một bên kia một chút đi. Anh mày nằm ngủ một lát. Khi nào đến, nhớ gọi tao dậy. Một gã công nhân công trình có vẻ say xỉn, ngồi vắt chân lên ghế, quay quả chớp mắt ra hiệu với gã thanh niên trẻ tuổi đang ngồi kế bên. Hai gã thanh niên đi cùng tên vừa lên tiếng liền hiểu ý, cởi mũ bảo hiểm xuống, chuyển qua ngồi ở vị trí trước cô gái có mái tóc bồng bềnh kia, nhằm che chắn ánh mắt của mọi người. Gã đốc công lớn tuổi ấy cười khặc khặc, rồi nằm co ro tại hàng ghế cuối cùng. Vẫn tưởng là gã đi ngủ, nhưng thực tế là gã thả lỏng tay xuống với một ý đồ riêng, vịn vào cái cớ giằn xốc do xe buýt đang chạy. Cánh tay của gã giả dê này thỉnh thoảng lại chạm vào người cô gái có mái tóc đỏ uốn lượn kia. Thằng đó không nhìn thấy cô gái áo đỏ ngồi cạnh bên ư? Nhờ có camera thu hình, tôi có thể thấy hết mọi cảnh tượng ở phía cuối xe. Hình ảnh thật sự trong chiếc xe buýt này chính là gã đốc công say rượu đang nằm đè lên ngực cô gái áo đỏ, cơ một nửa khuôn mặt của gã bị mái tóc rũ rượi của cô gái ấy che khuất, trông vô cùng đáng sợ. Thấy cô gái tóc gợn sóng không phản kháng, lại còn tập trung chơi game, gã đốc công đó càng làm lố hơn nữa, trong khi hai thằng thanh niên ngồi phía trước cũng thèm nhỏ dãi, vô thức thò bàn tay về phía sau. Anh hai, hay là bọn em cũng nằm ngủ một lát nhé? Thanh niên tên Kiến Bang tỏ vẻ thèm thuồng. Nhóc con, lông mọc chưa đủ dài mà bày đặt, ngủ cái gì mà ngủ. Qua cuộc nói chuyện của ba người đó, tôi cũng hiểu sơ sơ. Bọn họ là đồng hương với nhau, gã lớn tuổi nhất làm đốc công, tên Vương Xuân Phú. Hai thanh niên còn lại tên Ngưu Kiến Bang và Ngưu Kiến Nghiệp, đều do Vương Xuân Phú gọi từ dưới quê lên thành phố này đi làm công. Ba người này nhậu rất say, rượu nhập tâm, cuồng dâm nổi loạn, lại thấy xung quanh chẳng ai quan tâm đến việc này, nên động tác quấy rối càng lúc càng khó coi. Còn dùn xéo lắm cũng phải quằn, không thể chịu nổi động tác quấy rối của bọn này nữa, bèn đập một phát vào bàn tay thô kệch của tên Vương Xuân Phú đang mỏ qua. Ông làm gì vậy? Cô ấy cầm túi sách, đứng lên, nhìn gương mặt đỏ ké của Vương Xuân Phú với bàn tay đê hèn của thằng này. Em gái đẹp à, anh say rồi, anh xin lỗi, anh lỡ tay đụng trúng em hả? Biết rõ còn cố hỏi, Vương Xuân Phú đáp lời bằng một giọng điệu nhờ nhựa. Cô gái tóc gợn sóng hử lạnh, biết gặp kẻ vô lại nên đành quay người bỏ đi. Cô ấy tiến về phía trước cửa, ngồi vào cái ghế đối diện với nhóc Lưu Y Y. Có một chuyện quỷ quái chính là người phụ nữ áo đỏ kia liền theo sát sau lưng cô gái tóc lượn sóng, tựa như một cái bóng của cô ta. Kẻ mặc áo đỏ ấy ngồi xuống ngay sau lưng cô gái có mái tóc bồng bềnh kia, cũng chính là vị trí đối diện với tôi. Vẻn vẹn cách nhau một lối đi nhỏ, lúc này tôi đã có cơ hội quan sát cẩn thận. Chiếc váy màu đỏ của người phụ nữ này kéo dài chấm đất, che khuất mắt cá chân. Tóc của ả che kín cả gương mặt, dù nhìn từ góc độ nào đi nữa cũng không thể thấy nhân dạng bên trong. Chẳng lẽ cô gái này không có mặt ư? Tôi bèn tưởng tượng về một vài hình ảnh kỳ quái trong phim kinh dị, rồi quay sang quan sát cô gái có mái tóc lượn sóng kia. Dường như cô ta vẫn còn tức giận. Tin nhắn mà cô ấy gửi cho một người nào đó trên điện thoại di động vẫn chưa nhận được hồi âm. Cô nàng có vẻ ấm ức, bèn nhấn gọi một số điện thoại nào đó. Dung Dung, em định làm gì? Chẳng phải anh đã căn dặn em là không được gọi số máy bàn nhà anh à? Một âm thanh trầm thấp do người nói chuyện cố tình nói thật nhỏ vang lên trong loa điện thoại. Em gửi cho anh cả chục tin nhắn, anh có thèm trả lời đâu. Em gọi số máy tại cơ quan của anh cũng chẳng có ai bắt máy. Có phải anh muốn nhìn em chết anh mới vừa lòng? Dung Dung, anh đang làm thủ tục ly hôn, nhưng việc phân chia tài sản rất phiền phức, vì thế em phải cho anh thời gian. Lần nào anh cũng nói như vậy, hứa tới hứa lui, đến nay đã mấy tuần rồi. Em cho anh biết, nếu anh không cho em một sự công bằng,
em sẽ ôm cái bông bầu này đến thẳng nhà vợ anh để nói chuyện. Tầm bậy, em đừng ngốc thế, em phải tin anh chứ. Ông xã, anh đang nói chuyện điện thoại với ai vậy? Đã muộn thế này rồi, coi chừng anh làm con mình thức giấc đó. Một giọng nói phụ nữ khác xuất hiện trong điện thoại. Bà xã, sao em thức giấc rồi? Không có gì đâu, anh xử lý nhiệm vụ công ty thôi mà. Bọn ngu ngốc kia không có anh là chẳng làm được gì cả. Vừa nói thế, người đàn ông kia liền cúp máy. Alo, alo, tên khốn nạn Lý Thị Kiện nhà anh. Cô gái tóc lượn sóng tức giận, ném điện thoại đi, dùng tay đánh mạnh lên bụng mình. Em gái đẹp, kể mặt người dạ thú như thế làm sao xứng với em được. Thằng đó cơ bản là chẳng muốn ly hôn, không muốn chịu trách nhiệm với em. Nó đang viện cớ thái thác đấy. Vương Xuân Phú lảo đảo bước đến từ đuôi xe, nhặt chiếc điện thoại dưới sàn xe lên. Wow, hàng điện thoại Apple luôn. Có phải thằng bội bạc kia tặng em không? Trả điện thoại cho tôi. Gì cơ? Em nói gì? Sao em hung dữ quá vậy? Thằng đó không thương em thì để mấy ông anh này thương em. Nói xong, gã liền đưa tay chụp lấy bờ vai của cô nàng. Dừng tay lại! Cuối cùng đã có người đứng dậy trong chuyến xe tĩnh mịch. Âm thanh ấy đến từ hướng tôi ngồi, nhưng không phải tôi mà là Lưu Y Y với chiều cao chưa đến 1m50. Cô bé ôm cặp táp, rụt rè đứng dậy. Còn nhóc này, cháu xen vào chuyện này làm gì? Tôi đành thở dài. 1-2 giờ đêm mà còn rong chơi bên ngoài, xem ra mày cũng không phải là dạng con gái đứng đắn. Ngược lại, nhìn cũng thấy quyến rũ nha. Vương Xuân Phú nhìn chằm chằm gương mặt của Lưu Y Y, càng nhìn càng thấy kích thích. Mày qua đây, đến trước mặt chú nè, rồi dạy cho chú cách thức để chú dừng tay coi. Chuyện đã đến nước này, tôi bắt buộc phải đứng lên. Mày muốn làm gì? Tao là người thân của con bé, mày muốn nói gì thì nói với tao nè. Thằng này ngon nhỉ? Vương Xuân Phú và Kiến Bang, Kiến Nghiệp bèn bước tới, khí thế hùng hổ, trong khi tôi cũng siết chặt nắm đấm, chuẩn bị đấm nhau một trận ra trò. Đã đến trạm dừng tại thôn Ân, xin quý khách kiểm tra tư trang cẩn thận, xuống xe ở cửa sau, chúc quý khách đi đường bình an. Giọng nói phát ra từ loa phát thanh trong xe, thì ra đã đến trạm dừng. Hai cánh cửa trước, sau đồng loạt mở ra, một nhóm người mặc đồ tang, đốt tiền vàng mã với vẻ mặt tím tái đang đứng chờ ngay ở cửa xe. Tôi bỗng thấy người tài xế tỏ ra hoảng sợ cực độ, từng giọt mồ hôi to tướng lăn dài trên mặt, bàn tay nắm chặt vô lăng của gã hơi run rẩy. Mẹ, xui xẻo gì đâu. Nhận ra đám người nhà có tang này muốn lên xe, Vương Xuân Phú bèn chỉ một câu rồi né điện thoại trả lại cho cô gái có mái tóc lượn sóng ấy, rồi ngồi xuống bên cạnh gã mặc quần áo bệnh nhân. Gã vừa ngồi xuống chỗ đó, gã bệnh nhân lập tức ôm chặt hai chân vào người, nhích thân thể kề sát vào cửa sổ, miệng lắp bắp. Tôi không có làm gì hết. Tôi không nhìn thấy gì hết. Xin đừng giết tôi. Tôi không biết gì hết. Vương Xuân Phú phun nước bọt ngay trước vị trí gã bệnh nhân ngồi, sụ mặt xuống rồi mắng. Mày bị khùng à? Hù bố mày sợ hết hồn. Tôi không hề nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi, vì hiện tại tôi đang tập trung toàn bộ sức chú ý vào nhóm người đưa tang này. Quá kỳ lạ. Đêm hôm khuya khoắt, tại sao nhóm người này lại không ở nhà thủ linh mà lại mặc đồ chịu tang, đốt vàng mã đi khắp nơi như thế này? Chú thích: thủ linh là một phong tục tập quán của người dân Trung Quốc khi nhà có tang. Người ta tin rằng linh hồn sẽ quay về nhà vào mỗi buổi tối trong ma chay. Do đó, bạn bè hoặc người thân của người quá cố phải ở bên cạnh thi thể mỗi đêm cho đến khi an táng người quá cố. Hết chú thích. Tổng cộng có 5 người lên xe buýt tại trạm thôn Ân này. Trong nhóm người ấy, có nam, cũng có nữ. Lên xe cũng không chịu cởi áo tang ra, tự nhiên đã quen mặc cái dạng trang phục này. Tất cả 5 người này tiến đến đuôi xe, ngồi ở băng ghế cuối cùng. Bọn chúng là người hay là quỷ nhỉ? Cả đám đi ngang qua tôi, phả ra một làn gió u ám. Sau khi bọn người đó ngồi xuống, cả chiếc xe lại chìm trong yên tĩnh lần nữa. Xe bắt đầu chạy. Mời mọi người ổn định chỗ ngồi. Chào mừng quý khách tham gia giao thông bằng chuyến xe buýt số 14 không có nhân viên soát vé. Mời quý khách bỏ một đồng tiền chẵn tại các cửa xe phía trước. Ngay khi lên xe,
trên xe không có tiền thối, ai muốn xuống xe vui lòng tiến về cửa sau. Trạm dừng tiếp theo, Sơn Cúc Viên. Phong cảnh hai bên đường dần dần chạy ngược, chìm sâu vào trong bóng tối bao trùm. Chuyến xe số 14 như một con thuyền cô độc đang phiêu đãng trên dòng sông đen, không thấy rõ bến bờ. Bầu không khí trong xe rất đè nén. Tôi bèn liếc trộm năm người vừa mới lên xe ngồi tại băng ghế sau cùng kia. Bọn họ ăn mặc trắng toát toàn thân, một bên cài nút, một bên để hở áo. Nhóm người ấy buộc dây thừng ngang eo, gương mặt cứng ngắc, tựa như đã khóc quá lâu nên cơ thịt trên mặt bị tê liệt trong một thời gian ngắn. Đốt vàng mã hoặc đội khăn tang trên đầu cũng là chuyện bình thường. Sao mình cứ cảm giác bộ quần áo tang trên người bọn họ cứ dở dở ương ương thế nào ấy? Tôi luôn cảm thấy năm người đó có vấn đề, nhưng không thể nhận ra vấn đề cụ thể nằm ở đâu. Chú ơi chú, cảm ơn chú vì lúc nãy nha. Louis nói nhỏ với tôi như thế, có vẻ con bé vẫn còn hồi hộp. Cháu đừng nói chuyện, ngồi im lặng đi. Khi nào đến nơi cần đến thì cháu phải xuống xe ngay. Chú nhấn mạnh cho cháu một lần cuối cùng, đây không phải là nói đùa đâu. Tôi chào mày, liếc mắt về phía cô bé. Cả chiếc xe này, tôi có cảm giác mỗi con nhóc này là một người sống bình thường, do đó vô thức muốn bảo vệ nó. Louis cúi đầu, chu mỏ. Người ta biết rồi. Chẳng biết có bao lâu nữa, vì khi đầu óc khẩn trương, hồi hộp, Linh cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm chạp. Đã đến trạm dừng Sơn Cúc Viên, xin quý khách kiểm tra thời gian cẩn thận, xuống xe ở cửa sau, chúc quý khách đi đường bình an. Cả hai cánh cửa xe trên chiếc xe số 14 đều mở, nhưng chẳng thấy ai tiến lên ở cửa trước, do đó tôi rời ánh mắt của mình ra cửa sau. Đôi tình nhân bằng mặt không bằng lòng kia đứng lên, người con trai hối thúc bạn gái của gã liên tục, trong khi cô gái kia lần khẩn cầm túi sách rồi mới chịu đứng lên, bước xuống xe của bạn trai. Xe bắt đầu chạy, mời mọi người ổn định chỗ ngồi. Chào mừng quý khách tham gia giao thông bằng chuyến xe buýt số 14, không có nhân viên soát vé. Mời quý khách bỏ một đồng tiền chẵn tại cửa xe phía trước. Ngay khi lên xe, trên xe không có tiền thối, ai muốn xuống xe vui lòng tiến về cửa sau. Trạm dừng tiếp theo, phố Liệt Sĩ. Xe vừa lăn bánh, bỗng nhiên bác gái của phía sau lưng tôi nhảy dựng lên, thét to. Chờ đã, bác Tài ơi! Bà ta tự dừng lao đến, bóp lấy cổ tôi một cách đột ngột. Mày là phường trộm cắp, mau xuống xe với tao, đến đồn cảnh sát nói chuyện phải quấy ngay. Chắc chắn chính mày là thằng ăn trộm đồ của tao, xuống xe với tao, nhanh lên! Chương 52. Dẫn hồn giải mộng. Tác giả Vũ Văn Trường Cung. Dịch Vạn Cổ. Nguồn bạchngocsach.com. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì bị bác gái kia tóm lấy. Lực tay của bà ta rất mạnh, quả thật rất mạnh, lôi tôi một mạch về hướng cửa sau. Bác bị gì vậy? Tôi luôn luôn ngồi trước bác mà, làm sao ăn trộm đồ của bác được? Bác có thấy tôi lên xe xong ngồi xuống rồi có nhấc mông lên lần nào đâu. Tôi định giải bày, nhưng cơ bản bác gái không chịu nghe. Chính là mày chứ ai, ta thấy rõ ràng. Già đầu rồi, không là học thói tốt, lại đi học phường trộm cắp. Bà ta lôi thẳng tôi nhòi ra khỏi cửa xe. Đi với tao đến đồn cảnh sát, đi ngay bây giờ. Chuyện diễn ra quá nhanh, trong khi tôi chỉ vừa biện minh một hai câu thì bị bà ta lôi mạnh ra khỏi xe buýt. Nhìn chiếc xe dần dần lăn bánh ra khỏi trạm dừng, tôi đành giờ khóc giờ cười hỏi. Tôi quả thật không phải ăn trộm, bác cứ xét người đi, tôi chẳng giấu thứ gì của bác trên người cả. Bác biết cháu là người tốt mà. Thấy chuyến xe buýt số 14 khuất bóng trong màn đêm, bà ta mới thở dài một cái, nói: do cháu là người tốt nên bác gái mới cứu cháu một mạng đấy. Là sao hả bác? Lúc nãy khi bọn người mặc đồ tang lễ ấy lên xe, nhờ có làn gió bên ngoài lùa vào thổi tạt quần áo của bọn họ lên, cháu đoán xem bác nhìn thấy gì? Bác gái giả vờ thần bí, nói chuyện lấp lửng. Tôi hỏi ngược theo bản năng: vậy bác thấy cái gì? Bọn chúng không phải là người. Những nếp nhăn trên mặt bác gái quấn lại một chỗ, bà ta thì thầm: dưới lớp áo tang ấy, bọn chúng không hề có chân. Không, không có cái gì. Tôi không ngờ bác gái với bề ngoài gian thương như thế này
lại có ánh nhìn cẩn thận như thế. Trên thực tế, tôi đã bắt đầu chú ý từ khi bọn họ lên xe. Ấy thế mà một người từng học qua trinh sát hình sự như tôi cũng không phát hiện ra điều mà bác gái vừa nói. Chẳng lẽ là do góc nhìn nhỉ? Bác gái này ngồi rất gần mấy người đó, trong khi tôi quan sát họ thông qua màn hình điện thoại. Không cái gì mà không. Bác gái đã cứu cháu một mạng, nhưng cũng chẳng cần cháu cảm ơn gì cả. Chỉ nhờ cháu dẫn bác đi một đoạn đường ngắn để về nhà thôi. Sau khi xuống xe, bác gái này nói chuyện rất nhanh nhảu, khác hẳn dáng vẻ khi ngồi trên xe. Tôi đã xuống xe rồi, đi ngược hẳn với quy định của nhiệm vụ, giờ có đuổi theo cũng không kịp. Thôi thì đến tạm nhà bác gái này, rồi hỏi xem gần đấy có phương tiện xe cộ nào có thể thuê được thì bỏ tiền mướn xe mà đuổi theo. Trên trạm dừng còn để lộ tuyến của xe buýt, kèm theo xe buýt hay dừng lại trên từng trạm. Nếu tôi có thể thuê một chiếc xe máy đuổi theo thật nhanh thì có lẽ vẫn còn kịp trước khi trời sáng. Do đó tôi bất đắc dĩ gật đầu. Nhà của bác ở đâu? Nơi đây giữa núi rừng hoang vắng, biết đi đường nào mà về? Dễ mà, dễ mà. Cháu chỉ cần đi theo bác là được. Đừng có đi quá xa nhé. Với lại nhớ nhìn xuống đất, coi chừng vấp té. Tôi và bà thím này cùng đi trên đại lộ về hướng bắc. Không lâu sau, bỗng nghe tiếng thét kêu cứu của một người phụ nữ nào đó. Nghe thấy, tôi liền định chạy đi xem thử. Đừng có chạy lung tung, đi theo bác gái nhanh lên. Bác gái tỏ vẻ nghiêm túc, nói to tiếng, thúc giục tôi. Tôi hơi do dự. Vậy sao được bác? Nghe giọng nói có vẻ giống như cặp tình nhân vừa xuống xe ban nãy đấy. Bác kêu cháu đi thì cháu cứ đi theo bác. Cháu nói chuyện bao đồng làm gì? Coi chừng mang họa vào thân. Bác gái nắm lấy tay tôi, lôi về phía trước. Bà ấy rất khỏe, tưởng chừng không hề thua kém bất cứ một gã đàn ông nào. Không được, cháu phải đi nhìn thử một cái. Tiếng kêu cứu của người phụ nữ đó càng lúc càng lớn, cực kỳ thê thảm, tựa như có kẻ cầm dao đuổi giết cô ấy vậy. Tôi giật tay ra khỏi bàn tay của bác gái, không để ý đến sự ngăn cản của bà ta, rời khỏi đại lộ, chạy về hướng người phụ nữ đang kêu cứu kia. Đường đất dưới chân nhấp nhô, từng nhành cúc dại cắt ngang chân tôi như bị từng cây kim đâm vào da thịt. Này, cô có sao không? Băng ngang khu sơn cúc viên, trong bóng tối âm u, tôi trông thấy lờ mờ một hình ảnh người phụ nữ nằm trong vũng máu đỏ. Bèn không đắn đo nhiều mà chạy vào xem xét. Tôi đặt tay lên mũi cô gái, nhận ra cô ấy đã ngừng thở. Chết rồi ư? Giờ thói quen nghề nghiệp, tôi lật người cô gái lại. Một đặc điểm kỳ quái ở đây là không hề có bất cứ vết thương ngoài da nào trên người cô ta, ngoại trừ một vết đen hằn lại trên cổ. Có vẻ đó là do bị dây thừng siết chặt. Vậy máu me thế này là từ đâu mà ra? Tay tôi bỗng run rẩy mạnh khi nhìn về phía trước. Một gã đàn ông mang trên mình hàng loạt vết thương đang nằm trong đống đất cát gần đó. Gã đàn ông đó cũng chết. Vậy thì... Cẩn thận! Bác gái đẩy mạnh tôi ra. Một con dao gọt trái cây bén ngót vừa lúc đâm vào vị trí mà tôi ngồi xổm ban nãy. Tôi hốt hoảng xoay người nhìn lại, liền trông thấy cô gái đã tắt thở lúc nãy bỗng dừng ngẩng đầu lên. Cô chưa chết à? Con nhỏ này đã chết biết bao nhiêu năm nay, phỏng chừng thi thể chắc thối om lên rồi đấy. Bác gái đứng giữa tôi và cô gái kia, có vẻ như muốn bảo vệ tôi vậy. Thế nhưng mà tay của bà ấy đang nắm chặt cánh tay tôi, giống như sợ tôi chạy trốn mất dạng. Người phụ nữ kia đâm hụt, nhưng cũng chẳng có vẻ thất vọng gì mấy, mà cười cợt một cách rùng rợn, rồi nói: Mày có mặt mũi nào mà nói tao? Ngay cả mồ mả của mày cũng bị con ruột đào lên, giờ có nhà đâu mà đòi quay về. Câm miệng! Bác gái bấu chặt cánh tay tôi, đến nỗi tôi cảm giác vị trí nơi đó cực kỳ đau đớn. Cháu đừng sợ, bác liền dẫn cháu đến nhà bác chơi. Đến đó, cháu không còn gặp bất cứ con cô hồn dã quỷ nào đâu. Cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ trước mặt này khiến tôi sờn cả cái ốc. Hiện tại tôi đâu có ngu mà đi theo bà ta. Bác gái, tôi không thể đưa bác về nhà được rồi. Bác ở lại nói chuyện với cô ấy từ từ nha. Tôi có việc bận, phải đi trước. Tôi cố gắng vùng vằng, nhưng chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay của bà ấy. Bàn tay của bà ta giống như mọc ra từ trên da thịt của cánh tay tôi vậy, bấu chặt vào lớp da. Cháu đừng đi, sắp đến nhà bác rồi, vô ngồi cho chút xíu đi. Bà ta càng mời nhiệt tình, tôi càng sợ hãi. Tôi để cái tay đang bị bắt giữ ấy cầm chặt điện thoại,
tay còn lại dùng sức cạy mạnh bàn tay của bà thím ấy ra. Ngay lập tức tôi lùi về sau vài bước, sụ mặt xuống, hỏi rõ: Bác gái, cuối cùng nhà bác ở đâu? Bác gái nãy giờ vẫn đứng đối mặt với người phụ nữ kia, đưa lưng về phía tôi. Nghe tôi hỏi như thế, đầu bà ấy lắc lư mạnh, tưởng chừng như sắp rơi xuống, rồi quay lại sau lưng một cách đột ngột. Sắp đến rồi cháu trai, qua ngôi mộ này đã đến rồi. Ngôi mộ này? Lúc này tôi mới phát hiện ra một chuyện. Thì ra đống đất đá mà các thanh niên kia đang nằm tựa lưng vào vốn dĩ không phải là một đống đất, mà là một ngôi mộ cô độc không có dựng bia đá. Tôi bèn xoay đầu, vụt bỏ chạy ngay tức khắc. Bản năng báo cho tôi biết tôi cần phải tránh xa hai người phụ nữ quái dị này càng nhanh càng tốt. Cháu đừng đi mà, ghé nhà bác ngồi chơi xíu đi. Tới nhà bác rồi sẽ không còn gặp bọn quỷ ma lang thang ngoài này nữa đâu. Giọng nói của bà ấy nghe có vẻ mông lung, càng nồng đậm vị thê lương, ám ảnh giữa làn gió đêm buốt giá. Tôi không dám quay đầu lại, khô loạn tay chân, chạy thẳng vào màn đêm vô tận trước mặt. Quần tôi bị cỏ dại cắt rách, đánh rơi cả giày. Hai chân tôi nhuộm đầy máu tươi của bản thân. Tôi cũng chẳng rõ mình đã chạy bao lâu, không còn khái niệm về thời gian trong tâm tưởng nữa. Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của chính mình trong tai, sau đó kiệt sức, chẳng thể nào nhấc chân lên nổi. Hai chân tôi khuỵu xuống, quỳ trên mặt đất. Cháu không chạy nữa à? Tôi ngẩng đầu nhìn lại, tái mét cả mặt khi nhìn thấy cảnh tượng phía trước. Một bóng người đang ngồi xổm trên đám mồ cách tôi vài mét. Không, hiện tại tôi đã có thể xác định kẻ đang ngồi trên đấm mộ đó không phải là người, mà là một con quỷ. Bác gái từng lôi tôi xuống xe ban nãy đang cầm một cục đá trong tay, đi từ từ tới. Một mạng đổi một mạng, sát sinh độ thập ác. Ngay lúc tảng đá ấy đập xuống, tôi cảm giác như trời đất quay cuồng, ngực nóng ran như lửa đốt, trái tim đập mạnh thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi mở hai mắt ra một cách chậm rãi, nhưng không hề thấy bất cứ ngôi mộ nào, thậm chí là hoa cúc dại hay còn ác quỷ ban nãy. Trong ánh mắt của tôi, nơi đó là một ngọn lửa đỏ rực đang cháy tí tách. Nhìn ngọn lửa bập bùng kia cùng với bà cụ đang gào khóc một cách thảm thiết như thế, tôi chợt tỉnh táo hẳn lên, sững lại, bước chân vừa định bước tới. Chuyện quái gì thế này? Một con đường lớn rộng rãi trải dài trước mặt tôi. Đối diện vị trí tôi đang đứng có một bà cụ đang bỏ tiền vàng mã liên tục vào trong cái chậu sắt. Đã rõ ràng rồi, cụ ấy đang đốt vàng mã cho ai đó trên vỉa hè ngay cái đường lớn này. Cảnh tượng này là sao? Chẳng lẽ tất cả những gì mình vừa trải nghiệm qua đều là một giấc mơ ư? Điếu thuốc lá trong tay tôi vẫn chưa cháy hết, tôi bèn nhìn trái, nhìn phải, phát hiện ra mình vẫn đang đứng tại bảng trạm dừng mật phân công quán của chuyến xe buýt số 14. Nhìn vào đồng hồ, hiện tại vẫn chưa đến 12 giờ đêm. Rốt cuộc phải giải thích như thế nào đây? Chuyện ban nãy rõ ràng rành trước mắt, tôi nhớ rõ đến từng chi tiết cơ mà. À, phòng livestream. Đúng rồi, mình có thể hỏi bạn bè trong kênh livestream. Tôi bèn đưa điện thoại di động lên. Chào các bạn mình ơi, mình có một câu hỏi nghiêm túc nhờ các bạn giải đáp. Từ nãy đến giờ, mình có lên bất cứ chuyến xe buýt nào không? Các bạn có thấy vài tên không nhân say rượu nào không? Cùng với một nhóm người đưa tang nữa. Anh Chim mới bắt đầu đóng phim ma kìa, tụi bay ơi. Diễn giống quá vậy đại ca, nói y như thiệt. Vỗ tay, tung hoa, Oscar thiếu nợ anh một giải ánh đế. Chú thích, đây là cách viết hài hước của tác giả. Giải Oscar là giải thưởng điện ảnh hàng năm của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh cho các diễn viên và kỹ thuật hình ảnh trong ngành điện ảnh Hoa Kỳ. Trong khi đó, ánh đế là danh hiệu cao quý dành cho những diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất, thường được dùng ở lễ trao giải Kim Mã, Đài Loan và Kim Tượng, Hồng Kông. Hết chú thích. Lưu Bán Tiên, dưới núi Thanh Thành. Anh bạn trẻ, dạo này khỏe không? Bạn nãy, tôi thấy cậu ngẩn người ở ven đường cũng khá lâu, độ chừng nửa nén hương đấy. Vừa thấy comment của Lưu Bán Tiên xuất hiện, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu Bán Tiên cũng nói vậy, xem ra lúc nãy mình bị ma nhập rồi. Cúi đầu kiểm tra lại, tôi nhận ra quần áo vẫn phẳng phiu, chẳng có thương tích nào trên người cả. Chẳng lẽ nằm mơ thật ư? Nhưng giấc mơ này quá thật đến nỗi kỳ lạ.
Khi tôi nhích bàn tay lướt qua người, bèn phát hiện có gì đó là lạ ở vị trí gần túi tiền trên áo. Túi tiền này được may trên áo lót, là vị trí tôi dùng để cất giữ 6 lá bùa kia. Tôi thọt tay vào, lấy mấy lá bùa ra. Thế rồi phát giác từ 6 lá bùa giờ chỉ còn 4 lá bùa mà thôi. Có 2 lá bùa đã hóa thành tro tàn. Tôi nhếch miệng, im lặng cả buổi trời. Làm quái gì mà 2 lá bùa này lại tự động cháy nhỉ? Cũng hên là có Lưu Bán Tiên ở ngay trong kênh livestream, tôi bèn kể cho ông ấy nghe từ đầu chí cuối câu chuyện lạ vừa rồi. Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành. Theo như lời cậu nói, cậu có cảm giác như nằm mơ, nhưng lại không phải mơ, càng có vẻ su cát tị hung. Chẳng có lẽ cao nhân trợ giúp cậu trong bóng tối ư? Chú thích: su cát tị hung có nghĩa là theo cái lợi mà tránh cái hại. Đùa à, mình chỉ biết có mỗi một vị cao nhân mà thôi, mà cái vị cao nhân ấy còn bị mấy anh quản lý đô thị giật chạy vòng vòng mỗi ngày kìa. Tôi cầm nắm tro tàn của lá bùa ra, sau đó nhớ lại dáng dấp sơ qua của lá bùa ấy, ví như nét vẽ, màu mực, sau đó nói cho Lưu Bán Tiên nghe. Bán Tiên, theo như ngài nghĩ, có khi nào giấc mộng kia có liên quan đến 2 lá bùa này hay không? Nghe tôi nói xong, Lưu Bán Tiên im lặng một hồi lâu, rồi mới comment rằng: kỳ lạ thay, dựa theo lời cậu nói, tôi có thể xác định 80% rằng 2 lá tử mẫu phù vừa bị cháy rụi kia chính là pháp thuật bí mật thất truyền của môn phái Tiểu Trang Quan. Tử phù có thể dẫn hồn, khiến người ta nhập mộng. Mẫu phù có chức năng giải mộng, giúp người đó trải nghiệm trước những vận xấu, tai nạn xui rủi trong tương lai gần. Dẫn hồn giải mộng ư?